nếu mình kèm người ăn sao? Không 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 khẽ hả? Nó ăn hay rồi. Coi thì nó nói với bồ nó rồi chà, tóc mới đâu. Nhìn qua đẹp trai thôi nhưng mà hình xấu vậy. Họ là không ăn ảnh đó hả? Đúng không? Họ là không ăn ăn ảnh đúng không? Bố nói cái chữ đó nhanh cho nó không được. Không ăn ảnh nó nhanh rồi. Ảnh gì đâu, nói nó bị léo luôn. Không ăn ảnh. Tại vì bố tập trung rồi. Ồ ngon quá, nhắm mắt rồi. Wow. Rồi bạn hãy lém rồi. Ngon không? Ok, ngon không? Ngon không? Ngon không con? Điểm đi.